Hello, hello, xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay Hôm nay là ngày cuối tuần, ngày thứ bảy tại Hoa Kỳ, ngày 8 tây tháng 1 Ở Việt Nam hôm nay đã là ngày 9 tây tháng 1 ngày Chủ nhật rồi Thì tôi muốn làm một cái video ngắn để mà chia sẻ với các bạn một số những cái tình hình của thị trường à, Và thường thì cũng không có làm video nhiều cuối tuần nhưng mà hôm nay tôi muốn dành thời gian để mà chia sẻ với các bạn Và đặc biệt đó là Thuận vừa chờ đợi để cho cái chỉ số tham lam và sợ hãi cập nhật trở lại Và các bạn cũng nên nhớ là cái chỉ số ngày hôm qua đó là con số 10 con số 10 có nghĩa là cực kỳ sợ hãi và hôm nay là 23 có nghĩa là đỡ sợ hơn nhưng mà vẫn là cực kỳ sợ hãi và con số 10 các bạn cũng đã nhớ là cái mức sợ hãi bây giờ đó là so sánh ngang hàng với lại hè của năm ngoái từ tháng 5 đến tháng 7 lúc mà giá của Bitcoin rớt à, từ 65.000 còn 29.000 rớt hơn 50% đó thì cái mức đó đó là 29.000 là con số cực kỳ sợ hãi là con số 10. Các bạn thấy ngày hôm qua chúng ta có cái mức độ đo lường tương đương tuy nhiên giá cũng đã à, là cái mức là 41.000 đô rồi. Thì nói tới tình hình của giá cả hôm nay đó thì các bạn sẽ thấy được là giá của BTC là khoảng 41.500 và chúng ta thấy được hôm nay cũng có một số thời gian giá đi ngược trở xuống tới cái mức là khoảng 40.400 đô thì đương nhiên làm cho nhiều bạn càng lo lắng hơn tại vì cái mức 4.000 40, đô đó là một cái mức mà nhiều bạn đang chăm chú hiện bây giờ thậm chí những bài báo bây giờ cũng đang chăm chú vào mức 40.000 đô và nhiều người thì nói là nếu như mà giá đi xuống dưới 40.000 đô đó thì sẽ dẫn đến là nhiều người mất lòng tin và họ sẽ rời khỏi thị trường này hơn có thể không chúng ta cũng không có biết được chúng ta sẽ tiếp tục chờ đợi mà thôi và như người này nói là chúng ta thật sự là muốn thấy giá xuống dưới 40.000 đô tại vì sau đó rồi đó thì chúng ta thấy được những người nào mà thật sự yếu tay cuối cùng muốn rời khỏi sẽ rời khỏi là chúng ta sẽ có một cái sự hồi phục sau đó đối với thường đó thì có hai điều tôi muốn chia sẻ với các bạn điều đầu tiên đó là trong thị trường này có một câu nói đó, đó chính là những người mới đó là những người mà tạo đỉnh cho giá cả những người mà lưu trữ dài hạn những holder là những người mà giữ đáy cho giá cả có nghĩa là các bạn thấy được những người mới vào đó thì cái FOMO đó sẽ đẩy cái giá lên cái mức cao nhưng mà khi mà giá đi xuống đó khi mà những người đó không còn hứng thú nữa họ rời khỏi giá đi xuống thì xuống tới cái mức nào xuống tới cái mức mà chúng ta thấy được là những người đầu tư dài hạn những người mà trung bình giá dài hạn mua liên tục đó là những người mà tin tưởng thị trường dài hạn sẽ giữ được cái mức giá ở cái mức nào đó và từ đó sẽ từ từ tiến lên ở cái mức đó cho nên đó, khi mà các bạn nhìn vào bất cứ một loại tài sản nào không phải chỉ riêng là bitcoin mà các bạn muốn thấy là cái loại tài sản này đó có phải thực sự là có một cái niềm tin vững chắc từ những người mà đầu tư từ dài hạn hay là không thì các bạn không phải nhìn vào cái đỉnh của cái tài sản đó theo từng thời gian mà các bạn phải nhìn vào cái mức thấp nhất của cái tài sản đó theo thời gian và các bạn cũng thấy là cái mức thấp nhất đó nó nâng lên theo thời gian có nghĩa là càng ngày càng có nhiều người tin tưởng dài hạn cho nên cái mức thấp nhất uh, theo thời gian nó nó nâng lên giống như là trước đó là mấy trăm đô rồi tới một ngàn đô rồi tới ba ngàn đô rồi tới mười ngàn đô vân vân chúng ta muốn thấy cái mức thấp đó nâng lên theo thời gian có nghĩa là cộng đồng càng 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 mạnh hơn đó là điều mà tôi muốn chia sẻ với các bạn và nhìn chung á, hôm nay thì thị trường đương nhiên là có đỏ có xanh nhưng mà đỏ thì nhiều hơn xanh và chúng ta thấy được hôm nay giá của BTC thì thời điểm bây giờ là video đó là khoảng 4 giờ chiều thì cũng tương đương như là cái à, thời điểm của ngày hôm qua à, cái mức à, vẫn là 41.600 đô nhưng mà em đó thì xuống nhiều hơn xuống 3 trăm BnB cũng như vậy và trong vòng một tuần qua đó thì có những đồng lớn á, xuống cũng con số cũng không nhỏ đâu các bạn thấy một tuần mà tôi đã mất đi 18% rồi à, uh, BNB thì mất đi 18% tương tự và chúng ta thấy được này cũng mất 20%, chúng ta thấy được Cardano mất 14%, XRP 12%. Tóm lại các bạn thấy được là Bitcoin mất 12%, nhưng cái altcoin mất cái phần trăm cao hơn ở thời điểm hiện bây giờ. Và chúng ta nhìn vào một cái tài liệu mà nhiều bạn thường hỏi thuận đó đó chính là tài liệu liên quan đến cái số lượng lệnh đòn bẩy bị thanh lý thì các bạn có thể lên trên trang web có tên là coinclass.com thì các bạn có thể xem được tài liệu này và khi các bạn lên trên uh, trang web này để các bạn bấm vào liquidation để xem coi là những cái lệnh bị thanh lý là bao nhiêu thì các bạn sẽ thấy được là trong vòng 1 giờ qua đó thì cái số lượng lệnh thanh lý đó là khoảng chừng là 7 triệu đô la trong vòng 4 giờ qua là 35 triệu trong vòng 12 giờ qua là 266 triệu và trong vòng 1 ngày ngày qua là 286 triệu đô la lệnh bị thanh lý thì con số này cũng không có cao lắm đâu thường con số cao là phải nhân 4 con số hiện tại có nghĩa là hơn 1 tỷ đô la bị thanh lý trong một ngày nhưng mà điều đặc biệt ở đây đó thú vị nhất là các bạn thấy được là cái số lượng lệnh bị thanh lý trong vòng 4 giờ qua là những lệnh số có nghĩa là có thể là nhiều người đó nghĩ là giá sẽ đi xuống dưới 40.000 đô và xuống rất nhanh cho nên đã có những lệnh sốt nhưng mà ngược lại giá đã không đi xuống tiếp tục nữa trong vòng mấy giờ qua mà lại đi ngược trở lên khiến cho một số lệnh sốt bị thanh lý phần lớn bây giờ là các bạn thấy lệnh sốt bị thanh lý ở thời điểm hiện tại trong vòng 4 giờ qua Chúng ta nhìn vào một số những cái thông tin khác đi mà thường muốn chia sẻ với các bạn đó chính là liên quan đến hiện bây giờ các bạn vẫn tiếp tục thấy một điều đó chính là những cái lệnh đòn bẩy đó vẫn đang rất là cao các bạn thấy được là hiện bây giờ hầu như cái mức cao nhất mọi thời đại rồi nghĩa là có rất nhiều những lệnh đòn bẩy và bây giờ đặc biệt đó là những lệnh đòn bẩy này đó thì nó hầu như là ngang hàng long và short chỉ số funding rate cái phiếu đêm bây giờ là 0.008 nghĩa là cái số lượng người long và short hầu như là bằng nhau có nghĩa là cái khả năng mà chúng ta thấy có một đợt long squeeze hay là short squeeze đều ngang với nhau có nghĩa là một loạt những lệnh bị thanh lý theo một cái xu hướng nào đó sẽ xảy ra và tôi nghĩ là sẽ xảy ra trong thời gian ngắn mà thôi nhưng mà cuối tuần này thì cũng khá là im lặng để thường chia sẻ một số những chỉ số khác với các bạn nhưng mà trước hết á, thì tuần tới đây chúng ta sẽ cần phải quan tâm đến những gì và như rồi các bạn cũng đã biết rồi bây giờ đó những thông tin là đến rất là mạnh từ thị trường tài chính truyền thống chứ không có nhiều thông tin trong thị trường crypto đâu cái phần lớn bây giờ là mọi người đang vẫn tiếp tục chú tâm vào những diễn biến liên quan tới uh, cục dự trữ liên bang của hoa kỳ hay là fed và những gì sẽ xảy ra trong tuần tới đây thì uh, Tuần tới đây đó có hai điều chúng ta cần phải lưu ý đến. Điều thứ nhất đó chính là cái chỉ số liên quan tới CPI, có nghĩa là cái chỉ số lạm phát mà được đưa ra từ chính phủ của Hoa Kỳ đó. Thì chỉ số đó là bao nhiêu là một trong những cái yếu tố rất là quan trọng tại vì chỉ số đó sẽ khiến cho Fed sẽ khẩn trương hơn hay là sẽ chậm hơn về cái việc là nâng lãi suất lên. Và chúng ta cũng đã biết là tháng 12 đó cái chỉ số CPI đó, chỉ số lạm phát của Hoa Kỳ là 6,8%. Con số này là con số cao nhất À, trong vòng hầu như là 30 năm qua rồi chúng ta muốn thấy con số bây giờ đó là con số như thế nào thì mình nghĩ là nó còn sẽ cao hơn nữa tôi nghĩ là chỉ số này còn cao hơn 6,8% như là lạm phát đang tăng cao và đó là điều đầu tiên điều thứ nhì nữa đó là liên quan đến là Fed uh, Chairman John Powell nghĩa là chủ tịch của Fed sẽ có một cái uh, buổi nói chuyện về lại quốc hội đương nhiên các bạn có đã biết là Fed Chairman John Powell thì uh, đã được đề cử để thêm một nhiệm kỳ nữa trở thành chủ tịch uh, của fed thì uh, trước khi mà được uh, xác nhận thì uh, chủ tịch john Powell phải tới quốc hội để mà nói chuyện với những nghị sĩ và những lời phát biểu đó là sẽ là gì chúng ta sẽ nói đến tại vì đương nhiên một những câu hỏi mà những nghị sĩ sẽ muốn biết là fed sẽ có cái uh, biện pháp gì để mà hỗ trợ chống lại lạm phát và đương nhiên một những biện pháp đó chính là tăng lãi suất tôi nghĩ là nhiều người bây giờ vẫn tiếp tục nghĩ là fed sẽ hát của một bài hát mà đã hát trong vòng mấy ngày qua đó chính là sẽ tăng lãi suất và sẽ giải quyết cái số lượng nợ mà đang nằm ở trong ngân sách đó chín nghìn tỷ đô la con số chín nghìn tỷ đô la đó Fed sẽ giải quyết như thế nào à, và đây là một trong những điều mà chúng ta sẽ quan tâm tới trong tuần tới đây và để các bạn hiểu rõ hơn đó là chúng ta nhìn vào đây là những cái hợp đồng CME hợp đồng CME có nghĩa là hợp đồng tương lai đó thì các bạn có biết là chúng ta có hợp đồng tương lai Bitcoin chúng ta có hợp đồng tương lai của những đồng khác chúng ta có hợp đồng tương lai liên quan tới những hàng hóa như là cà phê vân vân thì đương nhiên có một hợp đồng tương lai liên quan tới mọi người đó chẩn đoán là Fed sẽ đang lãi suất và tăng khi nào thì các bạn thấy được là Fed đó, bây giờ người ta nghĩ là ngày 26 tây tháng 1 của năm 22 này đó thì khả năng cao hầu như là trăm của hợp đồng bây giờ nghĩ là Fed sẽ không tăng lãi suất à, trong cuộc họp này nhưng mà cho đến tháng 3 thì sao? Ngày 16 sáu tháng 3 đó, hợp đồng này đó bây giờ đã nghiêng về các bạn thấy được là hầu như là 75% nghĩ đó là sẽ có tăng lãi suất phần trăm tăng là bao nhiêu thì phần lớn nghĩ là sẽ tăng lên một chút à, thay vì là 0 tới 0,25 phần trăm sẽ tăng từ 0,25 cho đến 0,5 phần trăm chúng ta chuyển qua cái uh, cuộc họp tháng 5 đi cuộc tháng 5 này thực rõ ràng là 85 phần hợp đồng bây giờ là nghiêng về là Fed sẽ tăng lãi suất có nghĩa là gì thì để tóm tắt lại có nghĩa là bây giờ đó không chỉ riêng là những lời phát biểu của Fed mà thị trường hợp đồng tương lai cũng đang nghiêng về là bắt đầu từ tháng 3 khả năng rất là cao là Fed sẽ tăng lãi suất tăng lên một chút, tăng lên là từ 0,25 cho đến 0,5%, có nghĩa là Fed sẽ tăng lãi suất cho thời gian tới đây và đó cũng là một trong những cái lý do tại sao mà chúng ta thấy thị trường chứng khoán Hoa Kỳ à, đã mở đầu cái tuần đầu tiên của năm 2022 là một màu đỏ vì à, cái à, lòng tin là Fed sẽ tăng lãi suất dẫn đến là cái à, lãi suất của công trái phiếu 10 năm cũng tăng lên khiến cho là khi điều đó xảy ra đó là những cái chỉ số à, liên quan tới chứng khoán như là Nasdaq đó những chỉ số mà có nhiều những công ty công nghệ thì lại đi xuống. Và đương nhiên điều đó làm ảnh hưởng đến thị trường crypto, đó chính là những gì mà thường người đã chia sẻ với các bạn rồi Phần lớn có sức ảnh hưởng đó là đến từ thị trường tài chính Nói chung, chúng ta bây giờ hãy chuyển qua để mà nói riêng về crypto đi Nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết thì cũng như thường lệ tất cả chỉ vì mục đích thông tin Và không được xem là lời khuyên đầu tư Và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự Các bạn đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển và trong cái video ngày hôm nay chúng ta cũng có một nhà tài trợ đó chính là một cái game file đang nổi và đáng chơi nhất trên thị trường đó chính là fq nft đến từ ftrade games và đây là thông điệp đến từ fq nft thì ngoài cái yếu tố earning ninh đi kèm theo đó là game play hấp dẫn hoàn toàn khác với các game click to f fq nft đó hứa hẹn sẽ đưa game file earning lên một level hoàn toàn mới thì founder cũng là một trong những người đam mê chơi game và có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực blockchain. Cùng nhờ bắt tay xây dựng dự án game NFT đem lại những trải nghiệm hoàn toàn mới cho game Play to Earn F Fighters được ra đời. Về tầm nhìn thì đội ngũ phát triển mong muốn tạo ra một game khiến gamer đắm chìm trong thế giới ảo xóa đi những suy nghĩ cũ về game nft như là người chơi phải bỏ thật nhiều tiền vào game để mà chơi game tập trung chủ yếu cho người đầu tư hơn là game thủ truyền thống nhàm chán không có tính cạnh tranh vân vân đi những cái suy nghĩ cũ về game nft thì cái sứ mệnh của dự án đó là app tập trung xây dựng một game mang đến trải nghiệm hấp dẫn cho game file các trận game mang tính chất cạnh tranh giải trí và không bị nhàm chán người chơi có thể earning thông qua kỹ năng của mình mà không cần phải đầu tư quá nhiều tiền vào game nhưng vẫn có thể kiếm được lợi nhuận đưa người chơi vào Metaverse nơi mà mọi người có thể sáng tạo nên thế giới và nhân vật của riêng họ chia sẻ với bạn bè game có ba chế độ chính đó chính là Battle Royale, Tower Defense, Deathmatch người chơi có thể view inventory của mình thông qua chế độ AR hay là VR tương lai có thể buôn bán trao đổi thông qua metaverse như là chờ trong cái thế giới thực tế ảo gì đó dự án thì đã gọi vốn thành công với hơn 3 triệu đô la sau 3 vòng đó là một con số không hề nhỏ với một dự án game file sản xuất 100% bởi người việt listing thẳng ở trên sàn gate.io trong ngày 5 tháng 1 vừa rồi bên cạnh là sàn pancakeswap chứng tỏ dự án có tiềm năng và được các sàn tập trung đánh giá cao ngay sau khi listing 3 ngày thì ngày 8 tháng 1 vừa qua đã game đã cho ra mắt cái bảng alpha test giới hạn cho những người mà sở hữu box của Ftrade. Cho thấy được đó là mục tiêu của đội ngũ là xây dựng và phát triển giá trị của con game. Ngay sau đó sẽ là bản close beta mở ra cho công chúng. Sau khi mà phát hành token của game đó là F2C token thì đã đạt được cái mức all time high là nhân 40 lần những bạn nào mà con thú muốn tìm hiểu thêm đó về F2 NFT thì có thể bấm vào những cái link bên dưới cái video này để mà tìm hiểu thêm và đây là thông điệp đến từ nhà tài trợ của video ngày hôm nay. Thì à, bây giờ đó một trong những đơn vị nào mà không có bán hiện bây giờ đó chính là những thợ đào đây là cái chỉ số mà thợ đào gửi những bitcoin lên trên sàn thì các bạn thấy là rất rõ ràng là những cái thanh màu xanh bên dưới này đó rất là thấp có nghĩa là chúng ta không thấy động thái là những thợ đào bán ở thời điểm hiện bây giờ mặc dù là chúng ta thấy được là thợ đào đó cũng đã có những cái đợt bán lớn của năm ngoái liên quan tới khi mà trung quốc à, không cho tiếp tục đào nữa đó để thường zoom bà các bạn thấy rõ hơn là những cái thời điểm như là hè đó thì các bạn thấy được là thời điểm đó đã có những cái đợt thời đào bán nhiều hơn nhưng mà bây giờ chúng ta lại nghe nói tới thông tin liên quan tới Kazakhstan thì Kazakhstan bây giờ cũng đang gặp một số những cái vấn đề liên quan tới chính trị và dẫn đến là họ đã tắt internet để quản lý cái quốc gia của họ và điều này ảnh hưởng như thế nào đó với những thợ đào tại vì bây giờ chúng ta có khoảng chừng là 15% sản lượng đào BTC đó là nằm ở nước Kazakhstan sau khi mà họ rời khỏi Trung Quốc thì họ qua bên Kazakhstan một nước mà gần hơn một số khác đi những quốc gia khác như là Hoa Kỳ nhưng mà bây giờ đó thì chúng ta thấy tuy là cái số lượng thợ đào ở Kazakhstan bây giờ họ không đào Bitcoin được tại vì không có internet nhưng mà cũng không có dấu hiệu là họ bán. Và một số người hỏi thuận nên là khi mà chúng ta nghe những cái thông tin là những thợ đào không có đào được nữa thì sẽ làm cho bitcoin khan hiếm hơn thì tại sao giá cả lại phản ứng không có tốt thì một điều các bạn nên hiểu đó là khi mà chúng ta nói tới đào bitcoin đó thì chúng ta nói tới hai điều điều đầu tiên đó chính là liên quan tới tốc độ đào hay là hash rate điều thứ nhì là liên quan tới độ khó đào và hai cái điều này đó nó liên quan với nhau có nghĩa là độ khó đào tăng lên á ngược lại chứ tốc độ đào tăng lên thì độ khó đào sẽ tăng lên và ngược lại là tốc độ đào đi xuống độ khó đào cũng sẽ đi xuống cái sự cân bằng nó sẽ diễn ra sau khoảng chừng là mỗi 2 tuần cho nên cho dù là chúng ta thấy đột ngột có thêm tốc độ đào hay là mất đi tốc độ đào thời gian dài hạn sẽ trung bình là mỗi một lóc là 10 phút và cứ như vậy mà đi tại vì tốc độ đào sẽ uh, tăng lên hay là đi xuống dẫn đến là độ khó đào cũng sẽ tăng lên hay là đi xuống cùng cái uh, nhịp như vậy khoảng chừng mỗi hai tuần sẽ điều sẽ điều chỉnh lại cho nên Cuối cùng thì mỗi 10 phút vẫn sẽ có một block Bitcoin, vẫn sẽ có cái số lượng Bitcoin tươi ra đời Cho nên nó sẽ không làm khang hiếm hơn Mặc dù là đột ngột 50% của tôi đào mất đi Cũng không làm cho Bitcoin khang hiếm hơn Tại vì độ khó đào sau đó sẽ điều chỉnh xuống Dẫn đến thời gian cũng là như vậy mà thôi Đó là một trong những cái sự thú vị về toán học liên quan tới Bitcoin mà mình không muốn chia sẻ với các bạn Chúng ta chuyển qua đây mà nói về một cái chỉ số mà nhiều bạn thường hay muốn thường chia sẻ đó chính là cái chỉ số liên quan tới cái số lượng Bitcoin và Ethereum nạp vào rút ra. Thì tính theo giờ đó các bạn thấy cuối tuần này thì cũng khá là im lặng, cũng không có gì quan trọng lắm đâu, các bạn thấy được là những cái khối lượng cũng thấp, đi vào và rút ra thì cũng thấp mà thôi. Nói chung đó thì các bạn thấy là Bitcoin hay là Ethereum tính theo giờ đó thì cái sự đưa vào rút ra thì cũng khá là cân bằng ở thì hiện bây giờ cũng không đáng quan tâm lắm và nhìn chung đó thì các bạn thấy là vẫn tiếp tục nhìn vào cái đường màu xanh trên màn hình đó đó chính là cái số lượng bitcoin còn lại trên sàn thì ngày càng mất đi và ethereum đó thì cũng là như vậy thì có một số bạn sẽ hỏi là cái điều này thì liên quan gì đến giá cả thì tôi đã chia sẻ rồi lúc nào cũng sẽ có một cái sự trì hoãn cái mà chúng ta đang nhìn đó chính là cái nguồn cung còn lại ở trên những cái sàn giao dịch còn cái mức độ mà lên xuống giá cả hàng ngày đó chính là cái nguồn cung và nguồn cầu ở cái thời điểm ngay lúc đó cái sự khác nhau đó là dài hạn và ngắn hạn đó chính là điều mình muốn chia sẻ ở đây thì nói tóm lại tình hình bây giờ đó cũng như là thường đã chia sẻ cách đây một tuần nó tương tự như nhau Thì bây giờ chúng ta không thấy có nhiều những nhà đầu tư riêng lẻ trong thị trường này Thường đã từng chia sẻ cái thông tin đó với các bạn rồi Những người mà ở lại trong thị trường này bây giờ là những người đầu tư dài hạn những hodler Và còn lại là rất nhiều những cá voi hiện bây giờ Và chúng ta thấy được là có cá voi bán và có cá voi thu mua Và cá voi thu mua xong họ lại đem Bitcoin và crypto của mình ra khỏi những cái sàn giao dịch Và bây giờ đương nhiên là các bạn thấy giá đi xuống thì cái lực bán nhiều hơn là lực mua nhưng mà chúng ta thấy là có cả hai, có cả vội bán và có cả vội mua Đó là cái tình hình chung mà chúng ta đang chứng kiến hiện bây giờ thì nói về tin tức đó cũng không nhiều cái thông tin đâu các bạn chúng ta thấy được là có một trong những cái thông tin mà cũng đang được nhiều người nói đến đó chính là một trong những người mà lập trình ở PayPal đó thì cũng đã chia sẻ một số người cũng đang nhìn thấy được đó là trong cái lập trình của công ty PayPal thì có một phần đó chính là nói về một đồng là PayPal Coin và PayPal Coin đó là một đồng ổn định của công ty PayPal điều này cũng rất là thú vị tại vì công ty PayPal là công ty rất là lớn và bây giờ đồng ổn định là một trong những cái đề tài mà không có được chào đón nồng nhiệt bởi những cái người lập pháp ở Hoa Kỳ thì không biết tại sao công ty PayPal lại có ý định là ra một cái đồng ổn định riêng đặc biệt đó là các bạn thấy là công ty PayPal là một trong những nhà đầu tư lớn của công ty Paxos. các bạn cũng đã nhớ đây là cái thông tin mà à, chúng ta cũng đã từng nói đến cái đây cũng gần à, một năm đó chính là công ty PayPal là một chiếc công ty mà đã chăm vốn cho công ty Paxo Tổng cộng là 300 triệu đô la cho cái Series D chăm vốn vào Thời điểm đó là trong đó chúng ta có công ty uh, Oak SCFT uh, Chúng ta có PayPal Venture, Declaration Partner và Liberty City Ventures Với một số những công ty khác Thì uh, công ty Paxo là một công ty mà có đồng Paxo Standard, đồng ổn định Thì uh, tại sao công ty PayPal lại muốn có một cái đồng ổn định riêng cho công ty của mình Đó là một trong những câu hỏi mà nhiều người đang đặt ra Hiện bây giờ Đồng hành cùng chúng ta trong video ngày hôm nay đó Đó chính là Coin 98 Wallet Đây là cái ví tiền mã hóa multi-chain Cũng như là đa chuỗi đó Giúp các bạn có thể lưu trữ coin Token trên hơn 30 blockchain khác nhau Mà chỉ với một cái pass free duy nhất mà thôi Ngay trên cái ví Coin 98 đó Các bạn có thể swap Mua bán token một cách nhanh chóng tiện lợi Và các bạn còn được tặng điểm thưởng mỗi lần mà các bạn swap các bạn có thể tìm hiểu và tải cái ứng dụng Coin98 Wallet ngày hôm nay và nhập cái mã giới thiệu để ủng hộ kênh. Đồng thời các bạn cũng có cơ hội để mà nhận thưởng từ những cái chương trình đặc biệt đến từ Coin98. Và đây là tất cả những cái thông tin mà tôi muốn mang đến cho các bạn trong cái video ngày hôm nay. Tôi hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong cái video này. Và những mình nào mà có hứng thú đó thì đây là những cái ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của Thuận Capital. Trong đó chúng ta có những cái sàn giao dịch như là các bạn có thể nhận được giảm 20% cái phí giao dịch khi mà tham gia vào sàn Binance thông qua link của Thuận Capital. Hay là các bạn có thể nhận được những cái bonus đến những sàn như là sàn Fashion Moon XBT. Hay là các bạn có thể nhận được bonus đến từ sàn Bybit. Và đặc biệt sàn Moonxbt và sàn Bybit các bạn có thể bấm vào cái link màu vàng ở trên màn hình để có thể đăng ký group tin hiệu trình miễn phí cũng như là những cái bonus khác đến từ sàn Margin FX hay là các bạn có thể tìm hiểu sàn FTX bây giờ cũng có cái link là giảm 5% cái phí giao dịch khi mà các bạn tham gia thông qua liên thuận Capital như bên nào mà sống ở Hoa Kỳ đó có thể tìm hiểu những sàn như là sàn Binance US hay là sàn Coinbase Và như bên nào mà muốn tìm hiểu những cái ứng dụng landing lấy lại đó có thể tìm hiểu những ứng dụng như là BlockFi hay là Nexo như là các bạn nhìn thấy trên màn hình Và đương nhiên tiếp tục hoàn đây là ứng dụng hỗ trợ biểu đồ và phân tích dữ liệu on chain mà chúng ta thường hay sử dụng một lần nữa rất cảm ơn các bạn đã dành thời gian để mà xem cái video ngày hôm nay và thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp tạm biệt các bạn